Điều chúng mình chưa biết. Tập phim Ngày sinh nhật độc đáo ở các quốc gia trên thế giới. Cho 500g bột mì vào tô nè. 5 quả trứng gà, 10g bột nở. Trời ơi, cái gì mà nhiều quá vậy? Đánh cho bông trứng lên rồi từ từ rây bột vô. Cái gì mà tào lao hết sức? Trứng thì làm sao mà đánh thành bông? Đúng là cuốn sách không biết gì hết. Có biết làm bánh không mà đòi viết sách thế hả? Thà để Méo viết cho rồi. Ờ, Méo, cậu đang làm gì mà lẩm bẩm một mình vậy? Ủa, ở đây vừa có chiến tranh sao ta? Dễ dài, cậu cứu tôi với. Cậu coi lại cuốn sách vậy là bánh nè. Viết sai tè le hết. Cái gì mà cho mắm, muối, đường, bột ngọt tùm lum hết vậy? Hả? Bánh gì mà có mắm, có đường, bột ngọt? Làm gì mà giống như nấu canh vậy? Thì nó là vậy đó. Mà cậu định làm bánh gì vậy? Tôi định làm bánh sinh nhật tặng mẹ ngày mai. Cậu thật là hiếu thảo đó Mèo. Chắc chắn mẹ cậu sẽ rất vui cho mà coi. Tất nhiên rồi, Mèo tôi làm gì giỏi giỏi mẹ chẳng thích. Mèo nè, cậu có biết không? Nếu không làm bánh được, cậu có thể làm cái khác đó. Cậu biết không, ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, họ mừng sinh nhật bằng những món ăn với nhiều ý nghĩa khác nhau nữa đó Méo à. Vậy hả? Cậu nói coi, có món gì nghe ngon không? Các bạn ơi, vào ngày sinh nhật, chúng ta thường làm gì nè? Sẽ có nến, bánh kem, cùng với hoa tươi bên gia đình và bạn bè có đúng không? Không chỉ có vậy đâu, ở ngoài kia, nơi những quốc gia khác, họ còn có cách tổ chức sinh nhật với những tập tục truyền thống và các món ăn khác nữa đó. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nha. Người dân Trung Quốc có truyền thống đón sinh nhật khá đặc biệt. Họ không chuộng những món bánh ngọt, bánh tráng miệng như phương Tây đâu, mà thay vào đó là mì trường thọ. Món mì được làm từ loại mì trứng sợi dài, có màu vàng tươi. Và điều đặc biệt là trong tô chỉ có một sợi dài duy nhất, biểu tượng cho cuộc sống tươi vui và khỏe mạnh. Còn ở Hàn Quốc thì họ ăn canh rong biển. Vào sáng sớm ngày sinh nhật thì người Hàn thường được những người thân trong gia đình nấu cho món canh rong biển với mong muốn mang lại nhiều điều may mắn trong tuổi mới. Ngoài bánh kem thì còn có rất nhiều bánh được thay thế vào ngày đặc biệt này, như là bánh ngọt Fairy Brick được trang trí đủ màu sắc với các hạt có tên gọi là Hundred and Thousand, mang ý nghĩa dồi dào và tỏa sáng ở Úc. Ở Argentina, sinh nhật thường được ăn mừng với bánh sandwich de miga. Nó giống với món bánh sandwich, nhân bánh sẽ đa dạng với thịt cắt lát mỏng, đặc biệt là thịt lợn, trứng, phô mai, cà chua, ớt xanh, cá ngừ, rau diếp và đôi khi là các loại rau khác như là măng tây nữa đó. Bơ là một thành phần quan trọng mang lại vị thơm béo cho món ăn này. Ở Nga thì có món bánh nướng với hương vị tùy sở thích, như là nhân táo, nhân mứt trên mặt bánh được trang trí bằng việc khắc một thông điệp cá nhân nào đó lên trên đó. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ làm món mì trường thọ, làm một cọng mì dài thần lòng. Y chang cậu luôn, kéo từ nhà cậu qua tới nhà tôi luôn. Hả? Như vậy cũng được thôi. Nhưng vấn đề là muốn làm như vậy á, cậu phải có một khối lượng bột mì rất là lớn, và còn phải biết nhào bột, làm sợi mì, rất nhiều công đoạn mới có được sợi mì như vậy đó. Cậu có làm được hay không hả Mèo? Tất nhiên là làm được rồi. Nhưng giờ tôi hết muốn làm rồi. Cậu thử nghĩ cho tôi làm cái khác đi.
tôi làm. Tớ nghĩ á, cậu nên ra tiệm và mua bánh là một phương án thông minh nhất đó Mèo à. Vậy thì đâu có gì đâu đặc biệt, đâu có gì. Nói về đặc biệt, cậu có biết có một số quốc gia có cách chào mừng ngày sinh nhật rất độc đáo hay không? Hả? Ngoài những món ăn vào ngày sinh nhật thì ở một số nước họ còn có những phong tục hết sức là thú vị luôn. Sẽ không có gì lạ khi bạn bắt gặp một hình ảnh vào ngày sinh nhật họ bị ném đầy bột quế vào người ở Đan Mạch. Còn đối với những người trên 30 tuổi mà chưa có gia đình thì sẽ bị ném hạt tiêu. Và chắc chắn rằng chẳng ai muốn nhận thứ hạt cay xè này đâu. Người Mexico thì có truyền thống đón sinh nhật vô cùng độc đáo luôn. Theo đó, trong bữa tiệc sinh nhật, mọi người sẽ hát mừng sinh nhật bạn. Sau khi ăn miếng bánh sinh nhật đầu tiên thì chủ nhân của bữa tiệc sẽ bị ném chiếc bánh vào mặt. Bạn không được phép tức giận, khó chịu vì đã là tập tục truyền thống đó nha. Còn người Ireland duy trì truyền thống đón sinh nhật khá độc đáo và thú vị. Theo đó, vào ngày sinh nhật của con cái, các bậc cha mẹ sẽ va nhẹ đầu em bé vào sàn để lấy may mắn. Số lần va xuống sàn nhà là số tuổi của em bé cộng thêm 1 nữa đó. Mắc cười quá à. Cậu mắc cười chuyện gì vậy? Tôi đang nghĩ nếu cậu 30 tuổi là cậu sẽ đập đầu vào tường 31 lần. Hả? Vậy cậu đập xong, cậu còn nhớ cậu 30 tuổi không? Hả? Hay đây là cách giúp người ta quên đi số tuổi của mình? Hả? Đây á là truyền thống mừng sinh nhật đối với các em nhỏ thôi Méo à. Cũng may là cậu sinh ra ở Việt Nam. Nếu không á, cái đầu méo của cậu sẽ được đập thành tròn luôn đó. Cậu nói gì vậy? Cậu có muốn cái đầu của cậu biến thành đầu vuông luôn không? Nhưng mà Méo à, cậu đã nghĩ ra sẽ làm gì vào ngày mai hay chưa? Chưa nữa. Thực ra, nếu cậu học hành chăm chỉ và mang điểm 10 về cho mẹ, thì chắc chắn đó sẽ là món quà mà mẹ cậu thích nhất đó Méo à. Cậu nói vậy mà nghe được hả? Hôm qua tôi còn mới được 2 điểm môn toán đây nè. Sinh nhật là một dịp đặc biệt, kỷ niệm ngày mình cất tiếng khóc chào đời và là cột mốc quan trọng đánh dấu sự hiện diện của mình trên thế giới này. Và là ngày mình được nhận những món quà xinh xắn kèm theo những lời chúc yêu thương đó. Việc bắt quà sinh nhật là điều tuyệt vời đáng mong đợi nhất trong ngày, có đúng không? Người dân Đức có truyền thống đón sinh nhật vô cùng độc đáo. Theo đó, người Đức quan niệm mừng sinh nhật sớm là điều không may mắn. Do đó, nếu nhận được quà sinh nhật sớm thì họ không bóc quà ngay mà đợi đến đúng ngày mới bóc ra. Dù có được tổ chức dưới hình thức như thế nào đi chăng nữa thì ngày sinh nhật vẫn là một ngày quan trọng, ý nghĩa và đánh dấu sự trưởng thành thêm một tuổi của chúng ta, có đúng không các bạn? Mèo, buổi sinh nhật của mẹ cậu hôm qua như thế nào hả? Tất nhiên là thành công tốt đẹp rồi. Vì là ngày vui nên tôi còn không bị phạt vì 2 điểm nữa, mà còn được ăn rất nhiều bánh kẹo và thức ăn ngon. Ê dạy, ước gì ngày nào cũng là ngày sinh nhật ha. Ngày sinh nhật trở nên ý nghĩa vì một năm chỉ có đúng một lần mà thôi. Nếu ngày nào cũng là sinh nhật á thì không còn gì là đặc biệt nữa hết. Thì sao đâu, sinh nhật tôi thích bao nhiêu ngày chẳng được, miễn cậu nhớ tặng đủ quà cho tôi là được. Tất cạn lời với cậu luôn rồi. Mà cậu đã làm điều gì bất ngờ vào ngày sinh nhật của mẹ cậu vậy? Tôi đã tự thức dậy đánh răng, không cần mẹ gọi, và còn giúp mẹ xếp gọn đống đồ của mình nữa. Hai, xin chào các bạn nhỏ. Ngày hôm nay, dạy có một câu hỏi dành tặng cho các bạn nè. Và câu hỏi đó chính là: đố các bạn biết, ở Hàn Quốc, người ta thường ăn món gì vào ngày sinh nhật? A. Canh kim chi. B. Canh rong biển. C. Canh bí đao. Và D. Canh bí đỏ. Các bạn hãy nhanh chóng comment câu trả lời chính xác và nhanh nhất bên dưới đây để có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.